Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phong. Và đây là một trong những cái laptop ở tầm giá khoảng 30 triệu, có cấu hình, thông số, trải nghiệm và cái quan trọng là hệ thống tản nhiệt mà mình đánh giá rất là cao. Đây là MSI GL65 Leopard, phiên bản có cái mã đấy là hình như là 10SDK, mình không nhớ cho lắm. Cái quan trọng là nó sử dụng cái Intel thế hệ thứ 10 với cái mã là 10750H kèm với GTX 1660 Ti. Phiên bản này tại laptop new có mức giá khoảng tầm gần 30 triệu và nó đã có sẵn 16GB RAM bus 2933. Gần 3.000 và còn được tặng rất nhiều những ưu đãi như là ba lô, như là chuột, như là nhiều thứ khác lắm. Các bạn cứ tham khảo thông qua link phía bên dưới. Và với khoảng 30 triệu thì thực sự đây là một trong những cái laptop mà mình đánh giá nó cho trải nghiệm toàn diện, từ gaming, từ làm việc và từ cái hiệu ứng thị giác các bạn ạ. Không để các bạn đợi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá kỹ hơn về MSI GL65 10SDK nhé. Let's go. Thì trước khi bắt đầu đánh giá về cái laptop này thì mình đã mất vài ngày để mà mân mê sử dụng nó, trải nghiệm nó. Và cũng đã nghiên cứu khá là kỹ về cái hiệu năng cũng như là cái hệ thống tản nhiệt của cái laptop này. Thì mình có thể đánh giá như sau, nói luôn về hiệu năng nhé. Thứ nhất, 10750H trên con này đã được khai thác một cách khá là triệt để giúp các bạn vừa có một hiệu năng làm việc rất tốt mà chúng ta lại vẫn có một cái hiệu quả chơi game rất ấn tượng, ổn định. Và quan trọng là nó mát mẻ nữa các bạn. Đầu tiên nhé, có một cái tính năng mà mình khá là thích trên cái laptop này, đó là Cooler Boost thế hệ thứ 5. Thì khi bật cái chế độ Cooler Boost này lên thì đương nhiên các bạn có hiểu là nó sẽ max tất cả những công suất và quạt gió cũng sẽ hú một cách cực kỳ là ghê gớm. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm, sự yên tĩnh của các bạn. Nếu như các bạn ngồi trong quán cà phê chắc chắn nó sẽ khiến cho những người xung quanh cảm giác rất là khó chịu. Nhưng đối với những bạn là nhiệt thủ, đối với những bạn là FPS thủ và đối với những bạn là thích một cái thứ gì đấy nó mạnh mẽ một cách là kinh khủng nhất, mà những cái yếu tố liên quan đến nhiệt độ các thứ, yếu tố quạt gió yên tĩnh các thứ các bạn không cần quá quan tâm, thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái yếu tố rất là ok. Bình thường với GTX 1660 Ti rất nhiều sản phẩm laptop sẽ chỉ giới hạn nó khoảng tầm 60W. Còn 10750H này trong quá trình các bạn chơi game nó sẽ chỉ bị giới hạn được đâu đó khoảng tầm khoảng 30W. Nhưng đây là một con laptop nó có thể vừa bung được mức hơn 70W cho GPU là GTX 1660 Ti và nó vẫn ăn ổn định ở mức tầm khoảng 45W cho con CPU. Và nhiệt độ lúc này thì các bạn nhìn đi, trời ơi không thể tin nổi, CPU cũng chỉ tầm 8x độ và GPU thì cũng chỉ tầm đó mà thôi. Nó vô cùng mát mẻ và cực kỳ là yên tâm để mà các bạn sử dụng trong một khoảng thời gian dài và rất dài. Nhưng đương nhiên cái điều đánh đổi đó là tiếng ồn của quạt gió. Chấp nhận thôi, chưa biết sao giờ, đúng không? Còn nếu như các bạn mà chuyển về những chế độ khác, ví dụ như chuyển về chế độ Balance, thì mình có thử test với Cinnamon R23. Khi kích hoạt về chế độ Balance thì quạt gió sẽ yên tĩnh hơn, nó không kêu quá to nữa. Và lúc này nó sẽ ăn ổn định tầm khoảng tầm 45W. Và nếu như các bạn mà vẫn muốn có một cái hiệu năng ổn mà chúng ta lại có một cái kiểu độ ồn gần như là không có, các bạn có thể chuyển về chế độ Silent. Lúc này CPU sẽ ăn tầm khoảng 45W và nhiệt độ sẽ cao hơn một chút xíu so với chế độ Balance, nhưng mà nó vô cùng yên tĩnh. Còn nếu như các bạn chuyển về chế độ Super Battery ấy, thì nó ăn còn có khoảng 10W thôi. Lúc này thì cái thời lượng pin của cái máy sẽ được kéo dài ra rất là nhiều, nhưng các bạn sẽ chỉ thực sự phù hợp với những công việc kiểu lướt web, văn phòng hay là gõ Word, văn bản, cái thứ này nọ. Thì đó, nó sẽ có rất nhiều chế độ Profile để các bạn có thể phụ thuộc vào nhu cầu của bản thân và lựa chọn. Mà mình thực sự thích cái cách làm này của MSI bởi vì nó hoạt động một cách rất mượt mà, ổn định và trơn tru. Ok đúng không? Nói chung riêng về khoản hiệu năng trên con MSI GL65 này thì mình cảm thấy nó thực sự là rất hài lòng. Còn nếu như nói một cách kỹ càng hơn, mình có bên thử thì GPU ăn khoảng tầm 80W, cao hơn 20W so sánh với rất nhiều sản phẩm trên thị trường đã là ghê gớm rồi. Còn CPU nó cũng sẽ có thể ăn tối đa lên tới khoảng hơn 80W trong cái thời gian đầu tiên khi mình pick lên chấm với cái Cinnamon R23. Tức là rõ ràng nếu như các bạn cần làm những công việc gì thực sự nặng, yêu cầu khả năng tính toán của CPU rất là cao, thì con này vẫn có thể đáp ứng được. Tại vì rõ ràng 10750H vẫn là một con chip mạnh, còn GTX 1660 Ti thì nó cũng quá ổn để các bạn chơi những tựa game quen thuộc rồi. Và sang tiện nói về game, thì khi mình bật chế độ Cooler Boost lên và không bật với CSGO thì mức FPS chênh lệch tới gần 100 FPS. Khi không bật chế độ Cooler Boost lên, cho dù mình để ở Extreme Performance thì GTX 1660 Ti lúc này cũng chỉ cắn đâu đó tầm khoảng 50 mấy W, thậm chí 40 mấy W, có những thời điểm thì pick lên được tầm 60W. Còn CPU sẽ chỉ ăn đâu đó tầm khoảng 20 cho đến tầm 30W mà thôi. Nhưng bật Cooler Boost lên một cái
sung cao hơn. Và các bạn biết CSGO là một trong những tựa game ăn CPU rất là nhiều mà đúng không? Thì nên FPS nó thực sự là quá khác biệt luôn. Đang từ đâu đó tầm 100, dưới 100, bùng phát lên 200, drop ghê lắm thì vẫn còn 107.8. Ui, được thực sự đúng không? Nên hiệu năng có lẽ như vậy là quá đủ rồi nhá. Game đã ngon như thế thì những cái kiểu ứng dụng quen thuộc kiểu Adobe, Photoshop, Premiere thì ui, quen thuộc quá rồi thì tôi bỏ qua luôn. Nhắc đến làm gì, mất thời gian nhá. Rồi, đi đến những cái thứ khác đi. Thì hiệu năng sẽ là một trong những thứ vô cùng quan trọng khi các bạn sử dụng trên một cái laptop gaming rồi, thì nó còn có nhiều yếu tố khác. Và một trong số đó đấy là thiết kế các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn quả mặt lưng đi. Logo con rồng phát sáng nhìn xịn không? Được vãi cả trường luôn. Xong rồi cái phần mặt lưng này chúng ta sẽ có những cái đường gân nổi lên. Thiết kế tạo điểm nhấn vãi cả trường nha. Nhưng mà chưa phải là tất cả đâu các bạn ạ. Ua, thề. Quả mặt đáy xịn vãi cả trường luôn. Chúng ta sẽ có những cái ô các thứ. Nó vừa tạo một cái họa tiết vô cùng ấn tượng, mà nó còn tạo ra một cái hệ thống vô cùng thoáng để giúp hệ thống hút gió của cái con GL65 này hoạt động tốt hơn. Và thậm chí nhá, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được tất cả những cái linh kiện phía bên trong, như là mấy con chip, chủng, các thứ gì đó, quạt gió, các thứ như này. Lâu lâu mà các bạn cảm thấy kiểu, cái gì nhỉ, nó bị yên tĩnh quá, thì các bạn cũng có thể mở lên xem quạt nó có chạy hay là không. Đấy, nhìn phát biết luôn. Đấy. Hay là thậm chí những cái chi tiết thiết kế ở đây, các bạn nhìn kiểu giống như mấy cái phi thuyền ngoài không gian ấy, ngầu, đét. Nói chung là thiết kế của con GL65 này thì cũng giống như rất nhiều sản phẩm khác của MSI. Thì mình luôn luôn thích cái cách mà hãng chăm chút từng chút một để phải giúp cho những người dùng kể cả là khó tính nhất thì vẫn cảm thấy khá thú vị với cái thiết kế của cái laptop này. Nhưng không phải là không có điểm yếu đâu nha. Cái điểm đầu tiên mà mình không thích đó là cái rắc cắm nguồn thì nó để bên cạnh phải. Rõ ràng thì nó không vướng cho cái tay của mình lắm đâu, nhưng mình thích nó ở phía mặt lưng ở sau hơn. Như thế thì nó sẽ gọn gàng hơn. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ có một khe thoát nhiệt bên cạnh trái ở đây. Điều này nghĩa là nếu như các bạn để trên mặt bàn mà chúng ta hay có thói quen đặt điện thoại bên cạnh cái laptop thì chia buồn với các bạn là các bạn cần phải bỏ ngay cái thói quen đó. Bởi vì điện thoại mà đặt cạnh với cái nguồn nó phát ra nhiệt độ như thế thì nó nóng bỏ ra, nó khó chịu kinh khủng luôn. Và thậm chí tay các bạn để đây chúng ta cũng cảm thấy khá là khó chịu bởi vì khí nóng nó thoát ra. Nhưng đấy là khi chúng ta nhìn vào cái yếu tố gọi là tiêu cực thôi. Còn yếu tố tích cực đó là gì? Đó là mấy anh FA không có gấu thì mới ở nhà chơi game, mới nhà ôm laptop cái thứ. Thì các bạn ngoài Hà Nội bây giờ trời lạnh mà, tự nhiên các bạn lại có một nơi để mà sửa ấm đôi bàn tay lạnh giá của các bạn. Đây em yêu đấy, em yêu sửa ấm đôi bàn tay của các bạn ấy. Hợp lý mà đúng không? Thôi, cách nhìn như thế nào thì mỗi người một cảm nhận. Có một cái mình rất là thích, cho dù là đây là vị trí thoát gió ra, thoát gió nóng ra. Thế nhưng mà kể cả các bạn có chơi game sau một khoảng thời gian dài ấy, bật kể cả chế độ Cooler Boost lên, thì những cái vị trí như là bàn phím rất là sát thì mình cũng thấy nó chỉ hơi bị ấm lên rất nhẹ thôi, nó không hề khiến cho tay mình bị khó chịu một chút xíu nào. Và mình nhận ra một điều, đó là nhờ tất cả thiết kế của cái laptop này phần lớn được làm bằng nhựa. Bằng nhựa thì nó sẽ không bị truyền nhiệt quá nhiều giống như bằng kim loại. Tuy rằng có một vài những chi tiết mà mình cảm thấy là vẫn hơi ọp ẹp. Đây, vị trí tiếp giáp giữa những cái phần bản lề với nhau, ghép nối với nhau, mình cảm thấy nó chưa thực sự là được cứng cáp, chưa thực sự chắc là chắn cho lắm. Nhưng mà nhờ thế, trọng lượng của máy nó không quá nặng. Con này thì rất dày, nhưng chỉ khoảng 2,3kg mà thôi, nhẹ nhàng hơn. Cũng như là nó không bị truyền nhiệt ra tay của các bạn, thế nên trải nghiệm cảm giác sử dụng hàng ngày rất là dễ chịu. Đó, đều là những thứ mà mình đánh giá là đánh đổi cái này, nhưng chúng ta lại thu về được những cái giá trị khác ok hơn. Các bạn thấy sao? Ổn đúng không? Rồi, tiếp theo đến cái màn hình. Màn hình có kích thước là 15,6 inch, 144Hz. Và nó sử dụng tấm nền IPS LCD, viền hai bên khá là mỏng, viền bên trên này dày hơn một chút xíu để mà chứa cái webcam. Thì rõ ràng đây cũng là một cái yếu tố ổn. Rồi, còn đây là chất lượng thu lại từ cái webcam của cái camera này. Thì ánh sáng bây giờ đang vô cùng tốt luôn. Thực sự là vô cùng tốt luôn, ánh sáng studio của mình mà. Thế nên là chi tiết màu sắc lên cũng khá ổn. Cái quan trọng là các bạn đánh giá xem khả năng bắt âm của micro thì nó có thực sự tốt hay không, và nó có đủ để các bạn học tập làm việc cũng như là chat chít với gái nói chuyện các thứ kiểu thế hay là không. Thế rồi các bạn tự đánh giá cái chi tiết này nhá. Ok. Còn nói về cái màn hình này thì ổn, độ phủ màu của nó đạt gần 100% sRGB và cái độ sáng này ở mức khá ổn, khoảng tầm 250 nit. Rõ ràng với cái màn hình này thì nó quá đủ để các bạn chơi game, và thậm chí nếu như các bạn có những cái yêu cầu với màn hình màu sắc chuẩn thì nó vẫn có thể đáp ứng được phần nào khi các bạn làm việc với hình ảnh hay là video. Nói chung là mình cũng không có điều gì để mà chê ở trên cái màn hình này. Có chăng hơi tiếc một cái đấy là mình vẫn muốn độ sáng nó phải cao hơn nữa cơ, thực sự là như thế các bạn ạ.
Tại vì như thế dùng ngoài trời nó sẽ còn sướng hơn. Chứ còn đôi khi với cái này, nếu như các bạn chơi những tựa game mà nó tối quá thì nó không thực sự là đã cho lắm. Cuộc sống mà, đánh đổi thôi nha. Đi đến những thứ khác nữa thì bàn phím của chúng ta sẽ có full size, thậm chí nó có luôn cả cái bàn phím số để các bạn có thể nhập liệu một cách dễ dàng hơn. Nhưng cái trải nghiệm gõ của mình trên cái bàn phím này thì mình không thích lắm. Tại vì kích thước bàn phím thì nó không quá lớn, nhưng mà khoảng cách giữa các phím thì rất là rộng. Thế nên các bạn lướt tay trên cái bàn phím này khi mà quen thì mình đánh giá là ok. Nhưng mà khi mà mình phang xuống cái bàn phím này thì cái phản hồi từ cái phím nó dội lại tay á, một chút gì đấy nó không khiến cho mình thoải mái cho lắm. Có chăng là mình quá quen với những cái bàn phím siêu nhẹ kiểu bàn phím cơ rồi ấy, nên cái bàn phím này chưa khiến cho mình hài lòng. Được cái là RGB per key, và thậm chí nó sẽ còn có nhiều những cái profile để các bạn tùy thuộc vào từng cái tựa game để set theo những cái màu sắc khác nhau, nó cũng thú vị lắm. Tất cả đều có thể điều khiển được thông qua cái phần mềm đấy là SteelSeries thế hệ 3. Nói chung là rất nhiều thứ để các bạn nghịch ngợm và tùy chỉnh trên cái laptop này của MSI. Và cuối cùng, đấy là cái phần trackpad thì mình chê luôn. Thời đời tuổi nhà ai năm 2020, 2021 rồi còn để trackpad với hai nút trái phải tách biệt nhau như này, nhìn nó phá vỡ cái design đi rất là nhiều. Mình muốn nó liền mạch hơn và mình muốn nó phải đẹp hơn. Cũng có một cái chi tiết khác là cái phần trackpad nó sẽ lệch sang bên trái, chứ nó không được đặt ở chính giữa cái vị trí của cái thiết kế của cái laptop này. Thế nên nếu như các bạn mà có đặt tay vào thì rất dễ các bạn bị chạm nhầm vào cái phần trackpad trong quá trình các bạn chơi game. Thế nên lời khuyên là các bạn sẽ cần phải tắt trackpad đi thì nó sẽ là ok hơn. Và thậm chí các bạn cũng có thể tùy chỉnh trong cái phần Dragon Center ở đây. Đấy là khi các bạn kích hoạt game lên, gaming mode ạ. Khi các bạn kích hoạt game lên thì chúng ta cũng có cái chế độ gọi là touchpad disable sẵn rồi. Nên nói chung là cũng là một cái ok để giúp các bạn thoải mái và chúng ta sử dụng hàng ngày. Cổng kết nối thì vô cùng đầy đủ với 3 cổng USB-A, 1 cổng USB-C và HDMI full size kèm với một cổng mini DisplayPort. Tức là các bạn có thể kết nối cùng lúc tới hai cái màn hình khác nữa cơ. Xịn xò luôn đúng không? Có luôn cả jack mạng LAN RJ45 và đặc biệt hơn là có luôn cả khe thẻ SD. Yeah! Mấy anh em như mình thích cái đấy cực kỳ đúng không các bạn? Nhưng mà nhiều anh em game thủ thì có thể là nói là cái đấy dư thừa. Thế thôi, mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau và các bạn tự đánh giá cái chi tiết này nhá. Rồi, chốt lại với MSI GL65. Thì đây là một trong những cái laptop vượt ngoài sức kỳ vọng của mình ở một cái mẫu khoảng 30 triệu. Khi mà chúng ta vừa có một hiệu năng sử dụng thực sự là mạnh mẽ, có rất nhiều profile để các bạn phụ thuộc vào yêu cầu của bản thân để có thể ép nó với rất nhiều những mục đích khác nhau. Gaming, FPS cao hay là ổn định hơn, mát mẻ như thế nào do các bạn lựa chọn. Cooler Boost 5 hoạt động tốt, tuy nhiên hơi ồn và đấy là thứ các bạn sẽ phải đánh đổi. Bên cạnh đó thì những cái trải nghiệm khác như là cổng kết nối, như màn hình, như là cái thiết kế thì nó cũng vô cùng tạo hình ấn tượng và nó cũng sẽ khiến cho các bạn có những cái trải nghiệm thú vị hơn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về MSI GL65 phiên bản 10 SDK đang có mức giá khoảng gần 30 triệu tại Laptop News, tặng kèm rất nhiều quà? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!